Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel mình. Mình Thành Ezzy đây. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục với cái series là Plants vs Zombies 2 nhé. Và chúng ta đang chơi ở cái phần đó chính là Silver Lewis. Và mình đang ứng vị trí thứ 3 này. Vị trí này sẽ được thêm 48 cái kẹo và khá nhiều game đấy. Mình cần game để có thể mua được những cái gói pack và nâng cấp cho những cây của chúng ta. Vị trí nhì là có 65 cái vương miện thôi. Và vị trí nhất là 205. Siêu cầy à? Cầy kinh khủng nhỉ. 205 trong vòng một ngày. Chắc là cứ lúc nào rảnh rỗi là vào cầy đây. Chúng ta sẽ vào và chiến đấu với những cái bọn này. Hôm nay mình sẽ dùng cái chiến thuật mới đi. Mình sẽ dùng cái cây lửa để làm tan băng này anh em. Chúng ta sẽ dùng Manflower này. Vẫn là mìn khoai tây này. Vẫn là Primer Piercer. Và thêm một cây nữa là mình sẽ sử dụng, đó là Cherry Bomb. Chơi thôi. Cherry Bomb của mình level 3. Tất cả đều level 3 hết. Mình sẽ trồng như thế này trước này. Mình sẽ trồng khoảng là một hàng, hai hàng Manflower đi, để nó có thể sản sinh ra sản sinh ra thật nhiều cái sun. Đó, những cây này trồng cạnh nhau mà thì nó sẽ tăng cái sun của chúng ta lên. Lên nào. Đó, tất cả bằng này cây luôn. Quá ngon. Ở đâu ta? Ở phía kia kia kìa, có đây. Thêm cây nào. Rồi, chúng ta sẽ đặt nó ở đây luôn này. Phía trên này này anh em. Lửa này. Đáng lẽ mình đặt ở phía dưới thì có vẻ tốt hơn không? Đúng không? Cho nổ đi, đâu rồi? Cho lùi ra xa. Vì cái này rất là quan trọng đối với mình. Đấy. Chết toi rồi, tự nhiên mình mất hẳn một cây đấy anh em. Khó nhờ. Không phải đơn giản một chút nào cả khi ta bắn kiểu này. Nổ, bắt buộc phải cho nổ thôi, không cách nào khác. Mình không còn cái cây gì có thể là đỡ được cái chỗ này rồi. Nào, cố lên nào. Như thế đặt thế này thì nó sẽ không thể bị đóng băng được. Làm sao bây giờ, chỗ này làm sao có thể đặt được đây. Thôi cho mất một cửa đi. Đành phải mất một cửa vậy. Không cách nào khác. Kiểu gì thì nó mất một cửa rồi. Đấy. Đông thế nhờ. Chú sẽ làm tan băng ở phía này ra này. Có vẻ hợp lý. Hợp lý hơn rất là nhiều. Nó vào đấy. Tốt lắm. Nổ lên, tốt lắm anh em. Xong. Phía này này, chúng ta bắt đầu là trồng thêm Manflower phía dưới luôn. Bắn đi, bắn ra ngoài. Trời ơi. Phía bên nào nhỉ? Mình sẽ cần thêm chết tòi, chỗ này còn đẩy lùi này. Không bắn ạ, không bắn được nó rồi. Khó thế nhờ, 39 so với 40 rồi. Ok. Cho mìn nổ nào. Đã thế thì cho mìn nổ này anh em. Tất cả luôn. Ghét vậy chưa. Lửa lên, đốt lửa nào. Giết con này, phải giết con này trước. Hay lắm. 51 giây. Cho nổ luôn này. Ok. Mình cần thêm đam những cái thứ. Cái này khó chịu thế nhờ. Khó chịu thế nhờ. Vào đây. Không cho mày vào chứ. Vào sao được. Đó, chúng ta có một cái hàng thiết lập khá là ổn đấy. Cái này không thể vào rồi. Chắc chắn là như vậy. Mình sẽ đợi cái này ra và mới cho thêm như thế này thôi. 23 cũng được. Cho thêm táo đỏ cái thứ vào. Thiên la địa võng này. Chết mày đi này. Xong. Tuyệt vời. Chỗ này à? Lửa này. Có cây gì đặt cây đấy thôi. Bây giờ có mì khoai tây đấy thì tốt. 218.000 này. Trận này đánh thì khá tốt. Nó không thể vào được đâu. Kết hợp giữa cây lửa sẽ khiến không team mình không bị đóng băng. Đó. Level 2, level 3, level 1. Cherry Bomb đánh hay mà. 1.500. Tất cả. Rồi. Lần sau ra sẽ chơi nhanh hơn thì có vẻ hay hơn. Được. Mình có thể kết hợp cả cái cây táo vào luôn. Táo làm nó stun trong vòng mấy giây ấy. Mình sẽ cố gắng lấy cái vị trí nhì bảo thằng kia nha. 65 cái vương miện. Mình còn cách nó là 14 cái. Mỗi trận thắng sẽ được 5. Mình cần 3 trận thắng nữa là mình sẽ lên được vị trí nhì. Chúng ta vẫn dùng chiến thuật đấy thôi. Chiến thuật kết hợp như thế này. Thêm một vài cây nữa
chúng ta sẽ dùng cái gì đây? Có dùng cần dùng cherry bomb không nhỉ? Cherry bomb là phải chuẩn, phải có rồi. Vẫn cần cây lửa nhỉ? Lửa rất là khỏe. Cái cây lửa đám rất là to nha. Khả năng làm tan băng nữa. Vẫn là đặt thế thôi, chúng ta đặt như thế này. Để chiến đấu luôn này. 1, 2, 3. Hai hàng luôn. Let's rock rồi anh em, lên. Nó có mấy cái bình này rất khó chịu. Thật sự là mắc khó chịu luôn. Cái bình này luôn. Vào đây. Ây cha cha cha. Có mì khoai tây không nhỉ? Có. Có mì khoai tây đúng không? Ơ sẽ đặt ở đây. Nhầm à? Nhầm hàng à? Đây này, đặt đây chứ. Đặt đây hơi nhầm rồi. Thật sự là hơi nhầm khi đặt chỗ này rồi. Nó không vào đây thì làm sao mà nó cho nổ được đấy. Bó tay. Chết 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 chết. Nó to thế này, nó ăn thế này thì làm sao mà có thể chiến được nhỉ? Quá khó. Mắc khó luôn. Đáng lẽ mình đặt cái cây này hơi nhầm rồi anh em. Phía dưới là hàng lửa chứ. Phía dưới là hàng lửa mà. Phía trên mới là cái hàng kia. Nó to thế. Trời. Đây, ăn đi quái ở được đây. Nổ 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 nổ. Chết hay lắm. Cái bán kính nó khá là rộng. Ở đây trên này này. Vào đây anh em. Ồ hơi phí. Thật là hơi lãng phí cái đạn đấy rồi. Không sao. Đặt cái này luôn. Chỗ kia nó cũng khá là tệ nên mình sẽ thay đổi cái này này. Không rồi. Bắn đi, bắn đi, bắn đi, bắn đi, bắn đi, bắn đi. Trước khi là nó có thể kịp, nó có tạo ra cái gì đấy. Mình sẽ cứ dùng cái này đã. Lửa phía sau này. Đó, sẽ không bị đóng băng là được. Rồi, bắt đầu là lên phía trên này luôn này. Có cái là đặt luôn thôi. 110 mấy, cái này chưa cần vội. Lên, lên. Tất cả cái gì có thể là đặt hết rồi đấy. Ờ, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Nổ hết đi này. Có cái là đặt thôi. Tội gì không đặt đúng không? Ây chà chà. Đó đầu vào, bắt đầu vào. Rất là nhanh nhá. Motor này. Tiếp tục là phía trên luôn. Sử dụng năng lượng đi thôi. 57 à? Sao tệ ta. Lên đây. Cho nổ. Cho nổ này. Không nổ ra. Nó ở đâu vậy? Một phát, một phát này. Cây này không nổ chăng? Khó chịu phết đấy. Không hề đơn giản một chút nào cả. Và 97/81. Chà chà, bây giờ đánh kiểu gì bây giờ? Cho thêm vào đây này. 90, 103.000. Nó khỏe quá, nó trâu quá. Sao 103.000 nhỉ? Không hiểu lắm. Nó quả con ma kìa. Có cả cái cây level 6 kìa. Nhưng mà không ăn thua. Level 5. Toàn con khủng rồi. Chúng ta sẽ thắng thêm 2 trận nữa để có thể kiếm thêm được điểm ở đây. Power Lily, Citron, các kiểu. Đóng cái này lại. Mình vẫn cần có thêm nhiều cái cây Primer Protector hơn. Nó bắn giật lùi nhưng mà nó không thể chết được zombie kia nhỉ. Đam chủ yếu vẫn đến từ cái Primer Protector thôi. Không có gì khác ngoài cái đấy cả. Xem nào, có cái chiến thuật nào khác không? Nếu muốn tan băng thì vẫn phải dùng cái đấy thôi chứ không còn dùng cách nào khác được. Rồi, vẫn dùng cái đấy thôi nhỉ. Chúng ta sẽ vẫn dùng cây Manflower này, Primer này, xem có cây nào hay hơn không. Piercer này. Hay dùng cái này thay. Nó ở xung quanh cũng được đấy. Được, mình thay cho cây này, không cần thiết phải quá nhiều cây này đâu. Thêm một cây nữa, thêm một cây nữa để gửi vào trong này. Cây nào gây ra đam? Chỉ ngoài mấy cây này ra chẳng cây nào gây ra đam nữa cả. Chúng ta hãy chơi thôi, tiến lên nào. Mình sẽ vẫn là đặt như thế này trước này. 1, 2, 3, 4. Càng nhiều càng tốt mà.
tía sẽ đào những này đi này và bắt đầu là trồng thêm ở phía sau nữa là xong. Ta sẽ trồng cái cây 200 này vào đây này, nó sẽ tác dụng làm tan băng các kiểu. Đi nhanh nhở. Bây giờ làm sao đây? Vấn đề bây giờ làm sao bây giờ? Nó chạy rất là nhanh, đi rất là nhanh luôn. Tốt, và vẫn hạ gục được rồi. Cho nhiều săn tí nào, chẳng có tí săn nào đây. Đây đây chứ, phải có chứ. Sao không có săn được. Đào này đi. Để tác dụng là nó sẽ giải nhiệt cho này luôn. Đã xong. Sẽ không thể bị nào mà slow được. Hoặc là đây, đặt một hàng kia thôi. Rồi, chúng ta có một cái bảo vệ khá là tốt. Có con gì đấy? Khổng lồ à? Từ từ thôi, không cần vội. Đó, nó có thể giải nhiệt được. Chúng ta có thể là đỡ được một chút anh em ạ. Cho nổ luôn này. Mày vào đây. Từ từ, mình vẫn chưa có cây táo. Mình có để thêm cây táo ở phía sau. Nó 98.000 rồi kìa. Wow, khỏe vậy. Đây đánh tốt hơn đấy. Nhưng mà vấn đề là chúng ta vẫn chưa. Mình nên dùng cái kia không? Phía dưới này bị đóng băng hết rồi. Đang giải băng, đang giải băng, đang giải băng, đang giải băng ra. Đấy, tốt lắm. Vãi cả trưởng anh em ơi. Tại sao không còn ở đây luôn? Cứ giết nó đi. Rồi giết nó luôn đi. Nào, chúng ta sẽ thêm cây táo ở đây luôn. Rồi. Không cần cái này vội đâu. Cho nổ luôn này, mình còn năng lượng cơ mà. Tội gì không dùng đúng không? Yes. Hay. Và chúng ta sẽ tiếp tục là sử dụng cây gì đây? Đây đây, vẫn dùng cây này đi. Còn 30 mấy giây nữa cơ mà. Thoải mái đi. Chết này. 157 rồi, chúng ta đang vượt lên dẫn trước anh em. Hay. Hay. Cho nổ này anh em. Lên nào. Yes. Hay. Tuyệt vời. 192. Cái này lần này tốt hơn lần trước một chút. Tiếp tục đặt ở những cái chỗ nào mà không có ấy. Không kịp cái cây kia rồi. Đốt cái này đi. Đặt ở chỗ này đặt thôi. Đấy. Khá tốt. Nói chung là vẫn tan được băng. Nói chung vẫn làm tan băng được 266.000 này. Hay quá. Có vẻ như cái chuyện này sẽ tốt hơn nhờ. Kết hợp giữa cả 3 cây luôn kìa. Quá ngon. Chúng ta đã thắng được thêm một trận nữa này. Và mình sẽ chuyển sang trận thứ 3 để có thể leo lên được top 2. Và mình còn chỉ duy nhất một cái găng tay thôi. Chúng ta chơi nốt trận này cái. Để được thêm một cái găng tay nữa. À, để thêm một cái 5 cái vương miện nữa. Chiến thuật này hay đấy. Chúng ta vẫn dùng cái này đi. 1, 2, 3 này. Tiếp tục là thêm cây nào đây. Xem nào. Không dùng cây mìn nổ nữa được không? Dùng cây blower đi. Dùng blower này. Thêm một cái làm giải nhiệt à? Chắc được cái cây đâu nhỉ? Cây 200 ấy, cây giá 200 ấy, đâu rồi? Cây đấy tỏa nhiệt thì cũng hay đúng không? Cây 200 đây này. Nào, và ta sẽ chơi nào. Bằng này cây không biết là như thế nào. Có liệu có ăn nổi không đây? Hàng táo ở phía dưới vẻ tốt đấy. Còn nó slow lại. Tiếp phải đào một cái cây ở giữa đi và bắt đầu cho cái cây cái quả bí phát nhiệt vào ở giữa. Đây phải quả bí không? Quả ớt chứ, đây quả ớt. Đấy, cho săn rồi, cứ cho săn là tốt rồi, cứ cho săn là tốt rồi. Ok. Cố lên nào, cố lên nào, cố lên nào.
bất kể chỗ nào luôn là mình đặt được. Đặt được là mình sẽ cho, ôi nổ, bây giờ mới nổ này. Đậu xanh nhà nó. Cuối cùng thì nó cũng nổ rồi, nhưng vấn đề là chúng ta hơi mệt một chút. Vấn đề là phía giữa này. Đấy, lên nào, cố gắng lên nào. Đặt thôi. Rồi, chúng ta đã có một cái hàng phòng ngự số đông ở phía trước như thế này. Tiếp tục là táo này. Chỗ nào chưa có là mình đặt luôn đi. Chỗ này chỗ giữa chưa có này, chưa có bất kỳ một cây gì luôn. Đây 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 đây, đặt luôn anh em ạ. Có cái gì đặt cái đấy thôi. Nào, chơi nào. Không thổi nó đi được à? Cái quái này nhờ, không thổi đi được luôn. Mình sẽ đặt cây gì đây? Táo, 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 táo. Các kiểu vào. Nhanh nào. Ok. Lên. Cho nổ hết luôn. Đã đủ táo, hàng táo như cái thứ này. Bắn này. Thổi được cái nào thì thổi, không thổi được cái nào cả. Ok. Thổi 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 thổi. Thổi nào, thổi gió này anh em. Thổi gió này, thổi gió luôn. Lên. Có ra được không? Có vẻ rất ra được. Rất thoải mái, rất ra được, tốt. Ok. Lên này. 124.000 anh em ạ. Mình còn một cái nữa ở phía dưới là thôi chết rồi. Vấn đề là cả vấn đề rồi. Ây chà chà. Mình ghét cái loại này. Thật sự như vậy. Thổi gió các kiểu lên. Đấy, vẫn thổi gió được mà. Cái thổi gió hay phết ra. Này anh em có thể thấy không? Thổi này vào được không? Vấn đề cứ vào được không? 34 giây. Thổi liên tục ra. Thổi liên tục đi. Cái thổi gió tốt vãi cả trưởng luôn đấy. Cứ có thổi gió thổi luôn. Có thể sẽ được cây nào đấy. Lên đây này. 329.000 cây là tốt hơn cả lần trước cơ. Thổi gió. Thổi gió, quạt gió nào. Đấy. Cái hàng dưới coi như mình bỏ luôn đi. Mình không quan tâm đến cái nữa. 392. Ồ, thổi gió ngon cực kỳ luôn đấy anh em ạ. Cái blower này. Nghe thấy không? Mình càng nhiều cái này thì nó càng thổi càng tốt. 476 rồi kìa. Ok, lên nào. Yes. 493. Wow. Kỷ lục mới à. Quá ngon luôn. Ồ, bây giờ mình biết sức mạnh của blower anh em ạ. Càng nhiều cái con kia thì nó thổi ấy, thì nó sẽ làm bay được bọn zombie đi càng nhiều. Ok, chúng ta biết được cái chiến thuật này rồi anh em. Hay quá. Và mình sẽ có thể test thử cái chiến thuật này cho anh em xem luôn này. Ồ, mình đã hình dung ra được đánh kiểu gì rồi. Ok, bây giờ phải xem quảng cáo rồi. Đang hay đúng không? Đánh đang hay. Chúng ta sẽ xem quảng cáo 2 lần để lấy thêm được 2 cái găng tay nữa. Và mình sẽ thử cho anh em xem luôn. Blower nhá. Chắc chắn là phải blower rồi. Bây giờ blower level lên level 3 nữa thì tốt quá. Để xem nào. Mình sẽ cần một cái hàng ở phía dưới cùng. Nó chính là sẽ làm tan băng này. Tan băng là sử dụng cây lửa này. Trên là hai hàng Manflower này. Tiếp tục là sẽ là cái hàng Primer Pistoter. Và dùng Blower liên tục thôi. Thế thôi, chỉ cần thế thôi. Ok, hiểu. Tôi hiểu ra rồi. Kết hợp chiến thuật nào anh em. Biết chơi đấy. Chúng ta lên được vị trí nhì rồi ấy. 66 cái vương miện rồi. Mình hoàn toàn có thể lên được khoảng là mấy trăm nghìn. Thoải mái. 600-700 nghìn là chắc ở trong tầm tay. Blower này, quan trọng. Cực kỳ quan trọng luôn. 2-3 cây. Cái mìn khoai tây thì ra cũng bình thường, không cần lắm. Cái lửa đâu ta? Cây lửa ở đây. Và chúng ta sẽ cần thêm một cái cây chà cua không? Chà cua thì nó sẽ không tiếp cận được. Nhưng mà thôi, cứ dùng mìn khoai tây đi vậy. Mìn khoai tây còn dùng trong những cái trường hợp cho nổ những thứ chứ, đúng không? Vấn đề chính của mình đó chính là phải có thật nhiều hàng cái Primer Piercer này để nó có khả năng thổi đi, khả năng đẩy đi ra ngoài. Let Rocks. Ok, chơi rồi. Bỏ cây táo đi, không cần nữa. Ok, chúng ta sẽ cho như thế này trước rồi.
tạm thời thế này đã, để cho nó không thể nào mà vào được đã, tính sau. Đấy, chỗ này chẳng là cũng sẽ chết thôi. Mình cứ trồng full hàng phía trên đã nha. Ô, chỗ này này anh em ơi, không cho nó lao đi là nó sẽ vào được chỗ mình anh em ạ. Vấn đề là rất là vấn đề đây. Không được rồi, nó không bay đi đâu được rồi. Ô, nó nổ cái này đi. Ôi chết rồi, nó ăn luôn à. Chết rồi rồi. Oh, what? Mệt thế nhỉ. Tự nhiên nó có nhiều cái cây quá. Vấn đề là phải chống được cái hàng cái lần đầu tiên ấy. Không chống được cái lần đầu tiên thì thua đấy. Đây này, nó vào nhanh quá kìa. Ok, nổ rồi, may quá. Vấn đề là chúng ta sẽ chống kiểu gì bây giờ đây? Những cái lần tiếp theo của chúng ta sẽ chống kiểu quái gì bây giờ đây? Khó lắm ấy. Thật sự là khó chơi. Quá khó chơi luôn. Này này, đào đi này. Cho thêm những cái hàng này vào. Mình vẫn chưa dùng Clover được anh em ạ. Phải đợi thêm tí nữa. Phải có thêm những cái này ở đây đã. Oh, khó chơi thật. Đang cố gắng là đặt lại cái hệ thống phòng ngự ở đây có 33.000. Nhưng mà lúc mà lên thì nhanh thôi. Đây, bây giờ sẽ dùng cái Clover đi. Dùng Clover các kiểu đi. Vào đây, chúng ta sẽ đặt ở đây trên luôn này. Một hàng này anh em, còn 50 giây thôi. Cố gắng nào. Tôi sẽ bỏ cái hàng dưới cùng đi. Đây này, dùng tất cả những gì có thể ở đây luôn này. Hai hàng này, ba hàng này đi. Đó, giờ dùng Clover đi anh em. Tất cả Clover nào, lên nào. Có cái là dùng luôn. Clover nào, chúng ta sẽ lên điểm nào. Bây giờ sẽ lên điểm đây. Bây giờ sẽ lên điểm đây. Cố lên, Clover lại hồi rồi, tốt. 18 giây. Cố lên nào. 120.000 rồi. Lên điểm. 184.000. Đó, phải như thế này chứ. 3 giây, 2 giây và 1 giây. Đấy, 252 mà. Lúc đầu chung quy vẫn phải là lúc đầu nhá. Vẫn phải là lúc đầu chúng ta phải có thật nhiều cái primer này. Thì lúc sau người ta mới dễ được. Lúc đầu mà ta bị tấn công kinh quá thì không ổn lắm nhờ. 60-71 rồi. Xem một lần quảng cáo nữa sẽ được thêm một cái găng tay nữa này. Hơi khó. Bây giờ phải dùng cái gì đây? Cái lửa này. Cái lửa vẫn khá là quan trọng. Tại vì nó đóng băng mình thì mình cũng chẳng làm gì được luôn. Cái lửa. Nhưng mình vẫn cần cái cherry bomb ấy. Cherry bomb để có thể là ngăn cản bọn nó lúc tấn công mình. Khó phết. Không phải đơn giản một chút nào để mà lên được cái con điểm số cao, còn tùy vào trận cơ, đâu phải dễ đâu. Rồi để mình xem và suy nghĩ xem nên dùng cái gì. Những cái cây bắt buộc phải cần đó chính là cây Manflower này, cây Primer này. Primer khá cần. Cái này này. Cái lửa này. Blover cần vãi cả chưởng đấy. Lửa cái nào em bỏ cái nào đây? Bây giờ sẽ bỏ cái nào đây? Bỏ cái lửa đi thì tía đóng băng toàn bộ thì đúng là nhục. Thôi, rồi chơi đi. Vẫn cần những cái kiểu trường hợp như thế này. Cho cố gắng là thủ vậy, biết làm nào đây. Cái này thì cho mình nhiều săn hơn thôi. Chung quy là ta phải trụ được cái turn đầu tiên ấy. Nếu mà muốn thế thì ta sẽ chơi lại cái chiến thuật như lúc nãy. Đó chính là dùng cái này này. Đó, sẽ trụ được tơn đầu tiên và làm vỡ hết tất cả những cái ống của nó ra. Này, xong, chiến nào. Ok, có cái trồng luôn thôi. Đấy. Rồi, lên nào. Cần trồng một cái hàng gì đấy ở trên này luôn. Bắt đầu là chúng ta đang có. Rồi. Quá
to thế. Đừng có để ăn nữa, đừng có để ăn nhá. Rồi ok. Biến này luôn này. Đóng băng rồi, đóng băng, bắt đầu đóng băng rồi nhá. Bắt đầu đóng băng rồi đấy. Bắt đầu đóng băng ở phía trên cũng có đóng băng rồi kìa. Cho em nổ cái này. Đừng có nên trồng cây lửa chưa? Bắt đầu trồng cây lửa đi để làm tan băng đi á. Nó tấn công tốt quá nhỉ, thực sự tấn công tốt quá. Chỗ này gần như mình sẽ bỏ đi. Chết mày thế, chúng ta vẫn có thể thắng được em ạ. Tốt rồi, tốt rồi, tốt rồi, tốt rồi. Tự nhiên sao có đây đây? Tự nhiên sao có đây đây? Đến ra ngoài mau. Hãy cho mày vào đây. Lửa phía dưới đây. Và cố gắng hết sức có thể để có thể là trồng được đây. Ok, lên nào. Nên nó đặt mấy cái chỗ này hơi khó chịu nhỉ. Nổ đi, nổ đi, nổ đi, nổ đi, nổ đi, nổ đi, nổ đi. Nổ hộ cái đi để mình còn có thể là trồng thêm cây nào. Đây rồi, 91 với 107.000 anh em ạ. Đấy, thế này trước. Tất cả những thứ thể tốt, chúng ta vẫn chưa thể thua được đâu. Lên, lên. Glover, các kiểu có là điều. Sử dụng năng lượng luôn để ngăn chặn nó vào được cái chỗ này. Tốt rồi. Cái này thì chúng ta sẽ không thể nào mà... Oh. Thêm cây này, thêm cây đây này. Lên nào, bây giờ sẽ dùng toàn bộ Glover. Glover, lên anh em ơi. Chết rồi đi này, xong. Bây giờ cũng có Glover là dùng luôn nha. Còn có 30 mấy giây thôi. Lên nào. Glover đâu? Đây này. Đáng lẽ phải có thêm một cái hàng ở phía dưới nữa. Ở đây này, ô, nó có cái bình nhỉ. 20 giây kìa. Bắt đầu lên điểm thôi. Mình chỉ còn bằng này hàng thôi. Dùng vào tối đa khả năng có thể để bán nó. Glover rồi, lên 332 rồi đấy. Okay. 2 giây, 1 giây không kịp, 348. Vẫn rất là tốt hơn so với rất là nhiều người đây. Và chúng ta được thêm một cái ngôi sao 6 cánh nữa. Trong này sẽ có cái gì? Mình phải nâng cấp Glover thêm để nó khỏe hơn. Ok, Blowing này. Cây ăn mộ này. Và hiện tại thì chúng ta đang đứng ở vị trí thứ nhì đây. Vị trí nhì 76, cách thằng này là 9 cái cúp, 9 cái vương miện. Và chúng ta sẽ cứu tầm đây nhé. Xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game Plan vs Zombie 2. Bye bye.